Thầy xin chào tất cả mọi người. Thầy chúc tất cả mọi người có một cái ngày thật là vui mọi người nha. Hôm nay thì thầy muốn chia sẻ cho tất cả mọi người một cái câu chuyện từ mấy năm về trước ấy. Thì câu chuyện ở đây thầy muốn nói là câu chuyện là sư Hùng đã cho người đi đào hài cốt ở dưới chùa Hành Cồ, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương của tỉnh Thái Bình bị thất bại như thế nào. Thì cái câu chuyện mà sư Hùng cho người đi đào hài cốt thì đầu tiên ấy, thì thầy phải giới thiệu cho tất cả mọi người, tức là thầy và sư Hùng là hai anh em cùng một sư phụ. Thì sư phụ của thầy thì người gốc là ở bên Nam Định, và cụ mất ở cái chùa Hành Cồ, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương của tỉnh Thái Bình. Thì sau này thì những cái câu chuyện trước ấy, thì vì lý do mà Hòa Thượng Thích Thanh Dục đã chiếm được cái ngôi chùa Hành Cồ, Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình và cho đệ tử là Thích Thanh Tùng về. Thì câu chuyện đấy thì tất cả mọi người cũng đã biết, đã trôi vào trong quá khứ những năm về trước mọi người. Thì bây giờ sư muốn chia sẻ cho tất cả mọi người là khi mà thầy và sư Hùng là hai anh em cùng một sư phụ, thì sư Hùng thì hiện tại là đang trụ trì chùa Trường Mại, xã Tân Bình của thành phố Thái Bình. Còn thầy thì tất cả mọi người cũng đã biết là trước kia là ở cái chùa Ô Mễ. Thì chùa Ô Mễ và chùa Trường Mại thì cũng gần nhau, mọi người nhớ là như vậy. Gần nhau thì mấy năm trước thì sư Hùng cũng có nói với sư là bây giờ thì cái ngôi chùa Hành Cồ Vũ Quý ấy, thì là người ta chiếm mất rồi. Chiếm mất rồi mà bây giờ cái hài cốt của sư phụ thì còn nằm ở đó. Mà hai anh em thì cũng có riêng chùa rồi, mà bây giờ lại cái hài cốt của sư phụ nằm ở đó thì cũng không yên tâm. Có nghĩa là tất cả mọi người phải biết được là nếu như mà cái hài cốt của cụ mà ở cái chùa nào ấy, thì là tất nhiên là các Phật tử cũng như là các vị sư, các vị sư thì gọi là trong sơn môn, thì cũng như ở ngoài đời nói là họ hàng dòng tộc đó mọi người, thì các vị sư trong sơn môn thì hàng năm những ngày giỗ thì về tới cái chùa mà có hài cốt của cụ viên tịch ở đó thì sẽ được đông hơn. Thì sư Hùng thì cũng tính đến cái chuyện đó, thì thầy mới chia sẻ cho tất cả mọi người là sư Hùng cũng vận động tất cả những đại gia mà làm một cái vườn tháp ở cái chùa Tân Bình, Trường Mại Tân Bình, thành phố Thái Bình, thì làm cái vườn tháp lúc đó thì cũng có nói là tới 600 triệu cái vườn tháp rất là đẹp. Bây giờ chỉ còn có đưa hài cốt của cụ về là yên tâm. Thì thầy mới chia sẻ cho tất cả mọi người là sư Hùng cũng có điện, có hỏi thầy mấy lần. Hỏi thầy mấy lần là bây giờ thì sư đệ là muốn là vượt quyền của sư huynh. Cái việc này thì đáng nhẽ là do sư huynh quyết định. Nếu như mà sư huynh quyết định là sư huynh đưa về chùa Mễ thì sư đệ cũng chấp nhận. Nhưng mà nếu như mà sư huynh mà đồng ý cho sư đệ đưa hài cốt của cụ về chùa Trường Mại, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, thì sư đệ sẽ cảm ơn sư huynh và sư đệ sẽ tiến hành làm. Thì thầy cũng chỉ nhắc nhở cho sư Hùng, thầy cũng nói là bây giờ thì mỗi người có một cái quan điểm. Thì theo như quan điểm của sư huynh ấy, thì bây giờ thôi thì gọi là mình không có quan trọng, mình không có nặng nề về cái
chuyện là hài cốt của sư phụ mình nằm ở đâu. Thì riêng quan điểm của sư huynh thì sư huynh không quan trọng cái điều đó. Thôi thì bây giờ trong cái thời loạn lạc như thế này thì cái chùa đó đã mất. Thì bây giờ hai anh em thì mỗi người một chùa, thì thôi thì ngày dỗ của cụ thì thành tâm thì cứ cúng lễ, cúng dỗ cụ, mình thành tâm như vậy, ở đâu thì mình cúng đấy. Rồi còn các Phật tử thì tùy tâm của các Phật tử, người ta ai tới với chùa thì tới, mà không tới thì thôi, chứ cũng không quan trọng là đông người hay là nhiều người, ít người gì đấy. Rồi kể cả các vị sư cũng vậy. Thì sư thầy thì cũng có khuyên là sư Hùng như vậy, nhưng sư Hùng cứ quyết tâm là thôi, nếu như mà sư huynh nói như vậy thì thôi, thì sư huynh cứ để cho sư đệ quyết cái việc này, và sư đệ sẽ thảo luận với cái vị sư ở dưới đó, và sư đệ sẽ xin đưa hài cốt của sư cụ về chùa Trường Mại Xã Tân Bình. Thì nếu đưa được cái hài cốt về thì sau này tất cả những ngày dỗ thì con cháu cũng như là tất cả các vị sư trong sơn môn và các Phật tử thì về tụ hợp về rất là đông. Thì để cho sư đệ làm cái việc này thì đầu tiên thì thầy cũng khuyên là không cần thiết phải như vậy, như nọ như kia, và nếu có làm thì mình phải kín kẽ như thế nào, chứ đừng để xảy ra những cái chuyện gì. Thì quả nhiên thì thầy chia sẻ cho tất cả mọi người thì cũng thấy là sư Hùng nói là đã giấy tờ đầy đủ, cũng như là thảo luận cái vị sư ở dưới đó là người ta đồng ý cho đào hải cốt đưa về. Thì hôm đó thì sư nhớ là chắc hẳn rằng là hôm đó là hình như là cái tối 21 tháng 9, thì sư Hùng có nói là đêm hôm nay là bố trí là xuống đào, đêm hôm nay là bố trí xuống đào cho người xuống đào. Thì thầy cũng chỉ biết thế thôi, nhưng mà đến khi đêm thì thấy là muộn muộn rồi, thì thấy sư Hùng có điện cho thầy nói là sư huynh ơi, hỏng hết rồi, sư huynh ơi, hỏng hết rồi, do cái ông sư ở dưới đấy coi như là ông ấy ăn nói hai lời, coi như là ông ấy bảo đồng ý cho xuống đào, coi như là rất là đồng ý, thỏa hiệp, rất là đồng ý, vui vẻ. Rồi khi chiều thì cũng có làm mấy mâm cơm xuống để gọi là cúng tổ, xin vái tạ tổ, cũng như là để đến đêm làm cái việc này. Nhưng bây giờ hỏng của sư huynh ơi, coi như là con bố trí cho mọi người đào gần xong rồi, gần đưa được tiểu của cụ lên rồi, thì coi như là nhân dân làng người ta ra, dân làng người ta ra, người ta chửi bới, người ta giữ rồi, coi như là con còn bị mấy người, coi như là người ta còn tát con, người ta đấm con thôi, coi như là hỏng cái việc rồi. Sư huynh ơi, thôi sư đệ, bây giờ sư đệ phải đi về đây, sư đệ lên xe, sư đệ về đây. Thì thầy cũng có nói là trời ơi, sư huynh đã nói với sư đệ từ trước rồi, không quan trọng cái việc đó, thôi thì bây giờ cụ đang yên mộ yên mạc thì cứ để cụ ở dưới đó, rồi mình thành tâm ngày dỗ của cụ, thì mình ở chùa nào thì mình dỗ chùa đấy, mình không quan tâm về cái việc là đông người hay ít người, rồi nhiều sư về hay ít sư về, không quan trọng. Bây giờ để xảy ra cái việc này thì rất là buồn. Sau đó thì tới hôm sau thì cũng phải tức là chính quyền cũng phải làm việc với sư Hùng, cũng như là đệ tử của sư Hùng phải làm việc, không biết là như thế nào. Sau đó thì tiếp diễn, sau đó thì tất cả mọi việc là cũng thấy là báo đưa lên các trang mạng, báo đưa lên các trang mạng, thì vô tình thì những cái người thân của thầy bắt đầu người ta điện về là thầy ơi, thầy có biết cái chuyện gì không, thầy có biết cái chuyện gì không, thì sao lại có sư đòi về đào trộm hài cốt ở cái chùa Hành Cù xã Vũ Quý như vậy, ầm ầm lên mà đưa lên trang mạng rất là nhiều. Thì thầy nói là cũng không hiểu là như thế nào. Thì khi cái việc đó thì
Sư đệ của thầy thì cũng có nói là làm việc với vị sư ở đấy cũng rất là chu đáo, cũng rất là đầy đủ cả chính quyền nữa, nhưng không hiểu tại sao đêm hôm đó lại tất cả các Phật tử cũng như mọi người ra giữ không cho đào hài cốt. Thì câu chuyện đến đây thì cũng đã tạm dừng. Thì thầy cũng chỉ muốn nói lên là đó cũng là một cái lòng tham, đúng không mọi người? Đó cũng là một cái lòng tham của sư Hùng, cũng chỉ muốn là cái danh, đúng không mọi người? Cái danh, sau đó cái danh thì được cái lợi, tức là chỉ muốn làm sao mà cái ngày giỗ của sư phụ, của sư Hùng thì muốn tụ hợp được các Phật tử về, cũng như tất cả các sư về được đông, cũng chỉ vì cái danh, đúng không mọi người? Mà câu chuyện đi đào trộm hài cốt đã thất bại. Thầy xin tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ mọi người nhé.